Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi khó đáp nhanh của WinWin Việt Nam số 42. Câu hỏi thứ nhất của Chin Chan. Chị ơi, cho em hỏi, vì sao trên một chiếc xe vận tải tư nhân ở nước ta phải chở nhiều thứ thuế đến vậy? Thuế kinh doanh, thuế xăng dầu, thuế môn bài, thuế chích bạ, thuế đường bộ. Trong khi đã mua phí bót và còn nhiều khê khác nữa. Em cảm ơn chị. Chúc chị cùng gia đình nhiều sức khỏe và thành công. Trả lời, có 3 loại thuế phải nộp cho một chiếc xe vận tải tư nhân là thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các loại phí khác thì xe nào lưu thông cũng phải chịu như vậy. Câu hỏi số 2 của Hải Lê. Chị Hải Yến cho tôi hỏi, nhờ chị xác minh giúp. Cha tôi nhập ngũ năm 1967, quân số thuộc huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Mọi thông tin chỉ có một con dấu nhập ngũ ghi Trung đoàn Bộ binh 38. Được biết, thời đó để bảo đảm bí mật di chuyển cơ quan, các đơn vị thường lấy phiên hiệu khác và trùng lặp. Khó khăn là vậy, giờ nhờ chị bằng nguồn nào đó xác minh giúp em là thực tế Trung đoàn 38 đó là đơn vị nào. Nếu có, thì phiên hiệu gì trong lần tuyển quân ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đó, đơn vị đi đâu và làm nhiệm vụ gì? Cảm ơn chị. Tôi học hành không được xa sâu nên văn viết sai nhiều, mong chị cố luận và hiểu giúp. Cảm ơn chị và WinWin Việt Nam nhiều. Trả lời, Trung đoàn 38, đoàn Do An, tiền thân là Trung đoàn 84, sau đổi thành Trung đoàn 90, là một trong 9 trung đoàn của Liên khu 5 tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Geneva. Từ năm 1966, trung đoàn là một trong những đơn vị đầu tiên trở lại chiến trường miền Nam, tham gia chiến đấu ở các chiến trường Đường 9 Bắc Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Đà, lập chiến công tại các trận Đầu Mầu, Do An, Đức Dục, Hiệp Đức, Hòn Chiêng, Cấm Rơi, Quế Sơn, Đà Nẵng, tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trung đoàn được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung đoàn 38 thuộc sư đoàn 2. Câu hỏi số 3 của Binh Chan. Chào, cho tớ hỏi câu này, bạn có thể trả lời cho tôi tại sao không phê phán những thói hư tật xấu mà các cán bộ trong các cấp lãnh đạo không thực hiện tốt với các chính sách đề ra? Mà cụ thể, tôi nhìn thấy cũng như mọi người đều nhìn thấy, mặc dù kinh tế có phát triển, nhưng nó luôn luôn tỷ lệ thuận với tham nhũng, hủy hoại môi trường. Là người làm truyền thông, mong bạn hãy khen chê công bằng hơn, không nên né tránh. Còn các vấn đề về lịch sử, tôi có thể đồng ý với quan điểm của cô, rất mong có quan điểm khách quan. Trả lời, cảm ơn bạn đã góp ý. Quan điểm của Hải Yến là những gì đã rõ ràng thì không quá đà bình luận theo kiểu dậu đổ bìm leo. Những gì chưa rõ thì không đoán sằng. Muốn phê phán thì phải có đủ cơ sở. Việc khen chê đã có hệ thống truyền thông chính thống. Việc đúng sai đã có cơ quan điều tra, hệ thống quan tòa. Và ngay trong cách xưng hô, chỉ một đoạn văn ngắn mà bạn lúc thì tớ, khi thì tôi, lúc bạn, lúc cô, có vẻ cũng chưa được ngay ngắn, bạn ạ. Câu hỏi số 4 của bạn Hung Pham. Chào chị, chúc chị và gia đình mạnh khỏe, kênh ngày càng phát triển. Chị cho em hỏi, nạn đói năm 1945, bao nhiêu người dân thiệt mạng? Em nghe nói đã có dự định xây dựng đài để tưởng niệm và ghi nhớ sự kiện đau thương này, nay thế nào rồi? Trả lời, nạn đói năm 1945 thường được dân ta gọi là nạn đói năm Ất Dậu, là một thảm họa xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng từ tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945. Con số thống kê số người chết đói theo nhiều nguồn khác nhau vì nhiều lý do mà khác nhau. Chính sử ta ghi 2 triệu. Con số chính phủ Nhật Bản đưa ra là 300.000 người, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa ra là 1 triệu. Số tiền của chính phủ Nhật Bản đền bù được giao cho chính quyền Ngô Đình Diệm
là 14 tỷ 40 triệu yên, khoảng 39 triệu đô la Mỹ vào năm 1960. Người chết đói ở miền Bắc, trung tâm là tỉnh Thái Bình. Không biết ông Diệm nhận số tiền ấy rồi xử lý thế nào. Đài tưởng niệm nạn đói năm 1945 là đề nghị của ngành văn hóa Thái Bình đã lâu, thời gian gần đây được dư luận nhắc lại, nhưng hiện tại chưa có thông tin chính thức về việc này. Câu hỏi số 5 của Mao Chan. Chị Yến ơi, cho em hỏi, tiểu đoàn 45 đặc công còn có tên gọi nào nữa không? Trả lời, tiểu đoàn đặc công 45 tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại Cao Bằng trong cuộc xâm lược của Trung Quốc, có những thành tích xuất sắc. Tháng 6 năm 1979, sáp nhập vào Trung đoàn 113 đặc công cơ động của Bộ, tức Lữ đoàn 113 hiện nay, không rõ có thay tên hay vẫn giữ nguyên. Câu hỏi số 6 của Lộc Nông. Cháu không biết tiền Việt Nam có tờ 1 đồng, nó như thế nào, cô cho cháu biết với. Trả lời, bạn gõ tìm trên Google vào phần hình ảnh, sẽ có tờ 1 đồng của nhiều thời kỳ để biết. Câu hỏi số 7 của Giang Nguyễn Trường. Chào cô Yến, chúc cô, gia đình cùng ekip năm mới có nhiều sức khỏe để làm nhiều chương trình bổ ích như thế này. Với giọng đọc cuốn hút, giải đáp dí dỏm, cháu mong mọi người sẽ hiểu được nhiều thông tin thắc mắc. Cháu đã xem nhiều số của WinWin Việt Nam. Cô cho phép cháu đặt câu hỏi. Nếu cô đọc được bình luận này, hãy trả lời cháu. Câu hỏi của cháu là, một ngày nào đó cháu có dịp sang đất nước dân chủ Hoa Kỳ mà gặp được bọn CCCG, thấy nó xuyên tạc sai sự thật về Việt Nam. Cháu nhỡ tay vả vào mõm chúng nó, tính cháu nóng. Liệu luật pháp của Hoa Kỳ có khép cháu tội ngược đãi động vật không cô? Nếu cô biết về luật pháp Hoa Kỳ, giải thích giúp cháu. Cháu cảm ơn cô. Trả lời, cô rất muốn bạn không dùng những từ ngữ và cách nói như vậy. Bà con bên ấy đa phần lo làm ăn và hướng tình cảm tốt đẹp về Tổ quốc. Chính những người trong nước lợi dụng sự thiếu hiểu biết về đất nước của họ, đang lừa dối họ mới là người đáng trách. Câu hỏi số 8 của Nguyên trong quê Dương. Chào chị Hải Yến, chào mọi người. Khi tra trên mạng, em được biết Việt Nam có các di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, như 1. Nhã nhạc cung đình Huế, 2. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, 3. Dân ca quan họ Bắc Ninh, 4. Ca trù, 5. Lễ hội đền Gióng, 6. Hát xoan Phú Thọ, 7. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, 8. Đờn ca tài tử Nam Bộ, 9. Hát văn và tín ngưỡng thờ mẫu. Vậy, chị có thể cho biết trên thế giới, nước nào được UNESCO công nhận nhiều di sản văn hóa phi vật thể nhất? Đó là những thể loại nào? Em xin cảm ơn chị. Trả lời, theo danh sách các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, thì Trung Quốc là quốc gia được UNESCO công nhận nhiều di sản văn hóa phi vật thể nhất. Có 35 di sản. Bạn có thể tra Google để tìm hiểu thêm về 35 di sản cụ thể đó. Câu hỏi số 9 của Chuông Vo. Cô Hải Yến ơi, cho con hỏi, tại sao đạo Phật ngày càng bị xói mòn dạy chị, ngày càng bị mai mục, cảm ơn chị. Trả lời, nói như thế có ý đúng nhưng chưa đủ. Có thể nói đạo Phật ngày một gần với cuộc sống thực tế hơn, và tùy góc nhìn người ta có thể nhận xét phát triển hay mai một. Câu hỏi số 10 của Minh Pham. Xin Hải Yến trả lời cho câu hỏi, tại sao Việt Nam lại để rác thải bừa bãi khắp nơi mà không đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại như Nhật? Trả lời, đổ rác bừa bãi khắp nơi không liên quan đến việc đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại. Đổ rác bừa bãi là do ý thức. Tuy nhiên, ý thức về môi trường của nhân dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt ở lớp trẻ, nên ghi nhận sự tiến bộ để động viên chúng ta cùng nhau có những thành phố, thôn quê xanh sạch đẹp. Câu hỏi số 11 của Dung Chan. Chị ơi, cho tôi hỏi một câu như sau. Tôi bảo là con người mà bị đi tù là rất xấu xa, nhưng rất nhiều bác tuổi đã già bảo là không xấu xa. Làm người không sợ đi tù, không trải qua thì cuộc đời không có ý nghĩa. Tôi có nghe nhầm không ạ? Chúng tôi có nên học hỏi không ạ?
trả lời. Cũng còn tùy lý do nguyên nhân bị đi tù. Nếu vì dân vì nước mà bị bọn xâm lược tay sai bỏ tù thì đó là những tù nhân vĩ đại. Còn vì cướp của giết người tham ô tham nhũng mà bị chính quyền nhân dân bỏ tù thì đúng như bạn nói, đó là xấu xa. Việc ai đó muốn được trải nghiệm để thấy ý nghĩa là quyền tự do, có lẽ bạn không nên tranh luận với họ. Câu hỏi số 12 của Quyết Lê. Cháu cảm ơn cô Yến đã trả lời 3 câu hỏi của cháu ở số 40. Ở số 41 này, cô cho cháu hỏi một câu nhé. Trong cuộc chiến giữa quân tình nguyện Việt Nam với bọn diệt chủng Pol Pot, thì trong hàng ngũ của bọn Pol Pot, có người gốc Việt nào cầm súng cho bọn diệt chủng đó không cô? Cháu xin cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe. Trả lời, dù không chính xác nhưng qua câu chuyện truyền miệng thì cũng có thể có, đó là cá biệt, rất cá biệt. Câu hỏi số 13 của Đoài Thịnh Phùng. Xin chào chị Hải Yến, chị cho tôi hỏi, dân tộc Thái ở Việt Nam có liên quan đến dân tộc Thái ở Thái Lan không? Họ lấy tên là Thái chấm hỏi, có lẽ tác giả muốn hỏi vì sao họ lấy tên là Thái. Xin chúc chị cùng cộng sự sức khỏe và hạnh phúc. Trả lời, có. Họ đều thuộc nhóm cư dân nói ngôn ngữ Tai Ca Đai, di cư từ Ấn Độ tới Myanmar, rồi sau đó tới Vân Nam Trung Quốc khoảng 20 đến 30 ngàn năm trước. Từ đó họ đến Thái Lan và Lào. Có thuyết cho rằng người Thái di cư đến Việt Nam trong thời gian từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13. Trung tâm của họ khi đó là Điện Biên Phủ, Mường Thanh. Từ đây họ tỏa đi khắp nơi ở Đông Nam Á, bây giờ như Lào, Thái Lan, Bang Sahan ở Miến Điện và một số vùng ở Đông Bắc Ấn Độ cũng như ở Nam Vân Nam. Tuy hành trình di cư của người Thái ở hai giả thuyết rất khác nhau, nhưng đều cho rằng những người Thái ở Đông Nam Á là chung một gốc. Tên Thái là từ Tai Ca Dai, gọi tắt là Tai, chỉ cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Tai Ca Dai. Câu hỏi số 14 của Sửu Nguyễn Văn. Chào chị cho em hỏi, em đang đóng một gói bảo hiểm Dai Chi, gói 15 năm. Em tham gia đã được 6 năm rồi, chị cho hỏi công ty bảo hiểm Dai Chi này có đáng để tin cậy không ạ? Trả lời, Hải Yến không trả lời câu hỏi này được. Bạn phải tìm hiểu hoặc tìm tư vấn trước, trong và sau khi mua bảo hiểm. Câu hỏi số 15 của Lê Xuân Vu Lê. Hải Yến cho hỏi, Kibo, tức keo kiệt bùn xỉn, tính từ đó có nguồn gốc từ đâu, tiếng Việt hay tiếng nước ngoài? Trả lời, đây là từ lóng, không có trong từ điển tiếng Việt và tiếng gốc Việt. Câu hỏi số 16 của Hương Do. Lại còn có cả Việt Nam Cộng Hòa dởm nữa cơ à, tổ chức này do ai sáng lập, nó tồn tại ở xó nào? Trả lời, Việt Nam Cộng Hòa dởm không phải là tổ chức, chỉ là cách tự xưng của những người thiếu hiểu biết, muốn thể hiện số má. Câu hỏi số 17 của Hưng Nguyễn. Rất khâm phục chị Hải Yến. Xin hỏi chị nội dung này, nếu không tiện thì chị không trả lời cũng được. Chị có biết trong một năm Việt Nam có bao nhiêu ngày hưởng ứng được nhà nước công nhận không? Dạng như ngày đọc sách, ngày làm sạch môi trường, vân vân. Tôi thường thấy tổ chức lễ ra quân hưởng ứng vừa tốn kém kinh phí, lại mất thời gian của những người được huy động tham gia. Trong đó phần lớn là người đi làm ở các cơ quan nhà nước, có khi còn thấy không phù hợp. Ngày an toàn giao thông, nhưng hàng đoàn xe đi diễu hành còn làm ảnh hưởng giao thông. Trong khi việc tuyên truyền qua thông tin công cộng, qua mạng rất hiệu quả, như đợt cách ly dịch bệnh COVID vừa qua, mà không thấy học và làm theo nhỉ. Xin cảm ơn chị. Trả lời, trong một năm, Việt Nam có nhiều ngày hưởng ứng, và tùy năm mà ngày hưởng ứng thay đổi, do ngày hưởng ứng chẵn hay lẻ, quốc tế có thêm lời kêu gọi hưởng ứng nào hay không? Năm 2021 có thêm ngày 27 tháng 12 là ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất. Một trong những điều kiện tổ chức ngày hưởng ứng là do Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế hoặc những sự kiện được cộng đồng quốc tế kêu gọi tham gia. Ngày hưởng ứng sử dụng nguồn lực từ các hoạt động xã hội hóa. Các quốc gia khác trên thế giới cũng có những ngày hưởng ứng.
Ngày hưởng ứng cũng không tùy tiện tổ chức hay tùy tiện công nhận mà có quy định. Chính phủ có nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ ngành địa phương. Câu hỏi số 18 của Khoa Bùi Bá. Tôi rất thích cách trả lời khá trí tuệ của Win Win Việt Nam. Tôi xin hỏi chị Yến một câu hỏi sau. Đường lối của Đảng và Nhà nước mình là xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy mà khi ra nước ngoài, mình lại đề nghị họ công nhận nền kinh tế của ta là một nền kinh tế thị trường đầy đủ là sao? Xin cảm ơn chị. Chúc Win Win Việt Nam ngày càng phát triển. Trả lời, bởi vì định hướng xã hội chủ nghĩa là bổ sung thêm vào kinh tế thị trường, không làm thiếu đi yếu tố nào của kinh tế thị trường. Đầy đủ là như vậy. Câu hỏi số 19 của Tường Phạm. Chị cho hỏi thế nào là người có công với cách mạng? Có người đi bộ đội chống Pháp 9 năm trời, lúc gian khổ nhất, rồi về phục viên. Lại có người đi bộ đội 3 năm, về được gọi là bệnh binh. Nào là tiền chế độ, rồi các hội nghị đều được mời dự, được tôn vinh. Còn những ông đi kháng chiến bao năm thì chả ai nhắc đến. Không phải là người có công với cách mạng, mà nghe Win Win kể thì bộ đội chống Pháp gian khổ như thế nào, sự hy sinh gian khổ không đong đếm được. Tôi thấy họ tủi thân. Khi những gia đình có công với cách mạng được tôn vinh, đi dự các buổi lễ do địa phương tổ chức, cả gia đình họ tự hào. Còn những người tham gia cách mạng từ thời trứng nước thì ngồi nhà, khỏe thì làm đỡ con cháu, già thì nằm chờ chết. Có lẽ đi bộ đội bị thương thì mới là có công à chị? Tôi hỏi là lần thứ hai rồi, mong chị giải thích hộ. Như thế nào là người có công với cách mạng? Ở khu tôi, danh sách những gia đình có công với cách mạng toàn những gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ thôi sao? Những người họ còn ít lắm, đi bộ đội từ năm 1949 đến năm 1958. Về phục viên, họ kể chuyện chiến đấu từ Cao Bắc Lạng về Đồng Bằng, đánh Hòa Bình, Điện Biên Phủ, quay sang diệt trừ Tiễu Phỉ, đánh phản động ở Bùi Chu Phát Diệm. Như thế, họ là người có công chứ chị? Trả lời, theo pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012 UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại điều 1 khoản 1 có 12 đối tượng là người có công với cách mạng, trong đó đối tượng thứ 11 L, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, chính là đối tượng bạn đang thắc mắc đó. Câu hỏi số 20 của Phone Mobile Phone Mobile. Chào chị Hải Yến và chương trình Win Win. Tôi ở Hà Tĩnh, là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ và giúp cách mạng Lào bảo vệ biên giới. Tôi rất say mê chương trình của Win Win và hỏi khó đáp nhanh. Tôi muốn chị trả lời việc các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ có đúng không và chính xác bao nhiêu? Tại sao Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người luôn cổ suý cho các nhà ngoại cảm? Tôi thì không tin 1% nào. Mong chị trả lời giúp tôi ạ. Trả lời, ngoại cảm là một nhu cầu đối với một bộ phận bà con ta. Tin hay không tin là tùy mỗi người. Tuy nhiên, để xác định danh tính liệt sĩ thì không nên, mà phải dựa vào cơ sở khoa học như thông tin từ đồng đội, đơn vị và đặc biệt là chương trình xét nghiệm ADN đang được nhà nước hỗ trợ. Câu hỏi số 21 của Phương Nguyên. Chào cô Hải Yến, cô cho cháu hỏi hai câu. Một, con của những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay còn được gọi là lính ngụy trước đây có được dự thi vào các trường quân đội hay công an không? Nếu có thì đã có ai làm đến cấp tướng chưa? Trả lời, căn cứ điều 14 thông tư 17/2016/TT-BQP, công tác tuyển sinh vào trường quân đội thì phải đáp ứng các điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, phải đáp ứng thêm các điều kiện khắt khe khác về việc thẩm tra lý lịch ba đời của người tham gia dự thi vào các khối trường quân sự. Pháp luật hiện hành
không quy định cụ thể về việc xét lý lịch gia đình để thi vào khối ngành này, nhưng các quy định cụ thể nằm trong các văn bản lưu hành nội bộ thuộc cơ chế ngành. Cụ thể, các trường hợp dưới đây thường sẽ không được dự thi vào các khối ngành trường quân đội. Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, tham gia quân đội chính quyền thuộc địa Pháp trước năm 1954 và chính quyền ngụy Sài Gòn trước năm 1975. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Gia đình hoặc bản thân theo đạo Thiên Chúa, Cơ Đốc, Tin Lành, Đạo Hồi. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin tham khảo. Bạn nên trực tiếp liên hệ với các trường mà bạn muốn thi tuyển để được biết thông tin chính xác hơn. Câu 2 là năm 1973, trong đàm phán ở Hiệp định Paris về Việt Nam, cả hai bên đều dùng tiếng Anh, hay là người Mỹ thì nói tiếng Anh, người mình thì nói tiếng Việt và có người phiên dịch, hay là máy phiên dịch. Cháu nghe nói ông cố vấn Lê Đức Thọ lúc tức giận đã đập tay xuống bàn để phản đối thái độ lật lọng của phái đoàn Mỹ. Vậy thực tế có đúng như vậy không? Giả thiết nếu có máy phiên dịch thì cái máy đó có thể hiện được sự nóng giận của ông cố vấn đối với người Mỹ hay không? Cháu cảm ơn cô, chúc cô vui khỏe, hạnh phúc. Trả lời, hai bên dùng ngôn ngữ của nước mình thông qua phiên dịch để bàn luận. Ông Lê Đức Thọ với chiếc nhẫn bằng đia ra sáng bóng ở tay đã vài lần đập tay xuống bàn tức giận, và thái độ này không phải lời nói nên nếu có máy nó sẽ không phải diễn tả lại. Câu hỏi số 22 của Phương Hoa. Cô Hải Yến ơi, cho cháu hỏi, chơi lô đề và chơi xổ số có khác nhau không và khác nhau ở điểm nào ạ? Trả lời, câu này trái ngạch ghê lắm. Hải Yến trả lời đại, có gì nhờ bà con hỗ trợ. Xổ số là tên gọi một trò chơi do nhà nước tổ chức và quản lý. Nó xổ ra các số giải. Lô đề là trò chơi có thưởng ăn theo các giải của xổ số, nhà nước không quản lý. Câu hỏi số 23 của Dục Trinh. Chào chị cho hỏi câu này. Khi còn nhỏ, em nghe có người nói, ở biên giới Việt Trung, bên Trung Quốc có xây một bức tượng của nhà lãnh đạo Trung Quốc rất lớn và chỉ tay về phía Việt Nam, ý là sẽ đánh Việt Nam. Phía Việt Nam lại xây một bức tường lớn và ghi dòng chữ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chuyện đó có thật không chị? Hay chỉ là lời đồn? Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Trả lời, đây là câu chuyện mà có thời gian chính Hải Yến cũng nghe và tin, nhưng sau này tìm hiểu thì không thấy. Đến bây giờ cũng không tìm được tài liệu nào nói về chuyện này. Nếu các bạn khán giả nào của Win Việt Nam biết cụ thể, xin chia sẻ để mọi người cùng biết. Câu hỏi số 24, Hiệp Nguyễn Văn. Chị Yến cho em hỏi, có phải những nước xã hội chủ nghĩa là không bao giờ được xâm lược nước khác không? Trong triết học Mác Lênin có quy định rõ ràng không? Chúc chị và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trả lời, theo lý thuyết thì xã hội chủ nghĩa là nơi mà con người sống để yêu nhau. Về kinh tế là tập trung, bao cấp, cho nên không có nhu cầu thị trường, vì thế không có xâm lược. Triết học là lý luận, không phải thể chế, không có những quy định để mọi người được hay không được. Câu hỏi số 25 của Phong Phan. Chị cho tôi hỏi, nhà tôi nằm ở đường Nguyễn Huy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Tôi tìm trên Google nhưng không tìm được Nguyễn Huy là ai. Nhờ chị tìm hiểu hộ, xin cảm ơn. Trả lời, theo Hải Yến được biết thì ngoài tên đường tại Cửa Lò còn có một đường phố nữa của Huế đặt tên Nguyễn Huy. Tuy nhiên tiểu sử về ông khá mờ nhạt, đúng như bạn chia sẻ, không tra cứu được trên mạng. Ông làm quan thời phong kiến, không nhớ rõ đời nào. Win Việt Nam nhờ quý khán giả trợ giúp. Và cuối cùng là một thông tin tìm người thân, hệ quả của nạn đói năm 1945. Win Việt Nam xin được chia sẻ cùng quý khán giả. Tên tôi là Nguyễn Thị Hòe, sinh năm 1939 ở Vân Trì 4, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội. Cần tìm gia đình thất lạc năm 1945. Quê quán không nhớ rõ, chỉ nhớ ở Thái Bình hoặc gần đó như Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình. Nhà gần chợ Cầu, chợ Đồn hoặc chợ Cồn.
có bán rất nhiều mực tươi, rươi. Trước nhà có cái ao to, mọc nhiều củ ấu. Bố đẻ làm thợ mộc, mẹ đẻ bán trầu cau. Tôi có hai người chị tên là Phú và Phí. Có cậu em trai tên là Tám. Lúc đó tôi tên là Hải. Ông Tuân hàng xóm có con gái là chị Xế. Năm 1945, cả gia đình chạy đói, lên đến chợ Nhổn, Hà Nội, được người ta xin nuôi, rồi từ đó mất liên lạc. Mọi thông tin liên lạc xin được gọi đến cho con trai tôi là Sáng, điện thoại 0938 739999. Quý vị và các bạn thân mến, hỏi khó đáp nhanh của chúng ta tạm dừng tại đây. Mọi câu hỏi, đề nghị quý vị và các bạn ghi ở phần bình luận của video này. Thời hạn chậm nhất là 18 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.